Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi đề thi sửa học kỳ 2, môn lịch sử lớp 7. Phần 1 La Mã, phần trắc nghiệm, 3 điểm. Câu 1. Để nhanh chóng hồi phục nông nghiệp sau chiến tranh, thời Lê Sơ đã có những chính sách gì? Thì ở phần trắc nghiệm này các em sẽ khoanh tròn vào đáp án em chọn là đúng. Ở đầu trước đầu câu trả lời, những chữ cái in hoa ở đây. Thì câu số 1, để nhanh chóng hồi phục nông nghiệp sau chiến tranh, thời Lê Sơ đã có những chính sách gì? A. Cho 25 vạn trong tổng số 35 vạn lính về quê làm nông nghiệp. B. Cho 35 vạn lính về quê làm nông nghiệp. C. Cho 10 vạn lính về quê làm nông nghiệp. Về cho 20 vạn lính về quê làm nông nghiệp. Như vậy thì ở đây, thời Lê Sơ đã có những chính sách để nhanh chóng phục hồi nông nghiệp sau chiến tranh, đó là cho 25 vạn trong tổng số 35 vạn lính về quê làm nông nghiệp. Như vậy thì ở câu số 1 này các em sẽ chọn là câu A, các em sẽ khoanh tròn vào đáp án A. Ở đây cô sẽ tô màu và cho các em dễ nhìn. Để nhanh chóng phục hồi nông nghiệp sau chiến tranh, thời Lê Sơ đã cho 25 vạn trong tổng số 35 vạn lính về quê làm nông nghiệp. Rồi tiếp theo câu 2. Gọi nghĩa quân của Trần Cảo là quân Ba Chởm vì A. Nghĩa quân đã 3 lần tấn công Thăng Long. B. Nghĩa quân cạo trọc đầu chỉ để 3 chởm tóc. C. Nghĩa quân 3 lần thất bại. D. Nghĩa quân chia làm 3 cánh quân tấn công nhà Lê. Như vậy, gọi nghĩa quân của Trần Cảo là quân Ba Chởm bởi vì nghĩa quân chia làm 3 cánh tấn công nhà Lê. Như vậy câu 2 này các em sẽ chọn là câu D. Tiếp theo câu 3. Luật Hồng Đức có những nét tiến bộ vì A. Bảo vệ chủ quyền quốc gia. B. Giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. C. Bảo vệ quyền lợi của triều đình, quan lại địa chủ phong kiến. D. Khuyến khích phát triển kinh tế, bảo vệ một số quyền của phụ nữ. Như vậy, luật Hồng Đức có những nét tiến bộ vì khuyến khích phát triển kinh tế, bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. Như vậy câu 3 này các em sẽ chọn là đáp án D. Tiếp theo câu 4. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là A. Lê Lợi, B. Lê Thánh Tông, C. Nguyễn Hoàng, D. Lương Thế Vinh. Như vậy câu 4, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là ai? Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là Lê Lợi. Như vậy các em sẽ chọn là đáp án A. Tiếp theo câu 5. Quang Trung đại phá quân Thanh trong bao nhiêu ngày? A. 5 ngày, B. 6 ngày, C. 7 ngày và D là 8 ngày. Như vậy Quang Trung đại phá quân Thanh trong 5 ngày. Như vậy các em sẽ chọn là đáp án A. Tiếp theo câu 6, Vương Thông vội xin hòa và chấp nhận hội thề Đông Quan 10 tháng 12 năm 1427 để quốc quân về nước vì A. Quân Minh bị ta đánh bại trong trận Tốt Động Chút Động. B. Hai đạo viện binh của Liễu Thăng và Mộc Thạch bị ta tiêu diệt. C. Tướng giặc là Trần Hiệp, Lý Lượng, Lý Bằng bị giết. D. Cả ba phương án A, B, C.
Như vậy Vương Thông vội xin hòa và chấp nhận hội thề Đông Quan. Ngày 10 tháng 12 năm 1427 để rút quân về nước là vì bị hai đạo viện binh của Liễu Thắng và Mộc Thạch bị ta tiêu diệt. Như vậy câu 6 các em sẽ chọn là đáp án C. Tiếp theo câu số 7, trong câu nói của vua Lê Thánh Tông dưới đây còn thiếu chữ nào trong chỗ trống? Nếu người nào dám đem một thước một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải A. Giết chết, B. Chặt đầu, C. Đi tù và D. Là tru di. Như vậy, câu trong câu nói của vua Lê Thánh Tông còn thiếu từ đó là tru di. Như vậy thì các em sẽ chọn là đáp án D. Nếu người nào dám đem một thước một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di. Tiếp theo câu 8, địa danh nào là giới tuyến giữa đàn trong đàn ngoài trong thời kỳ chiến tranh Trịnh Nguyễn? A. Sông Danh, Quảng Bình, B. Vùng núi Tam Đảo, C. Thanh Hóa, Nghệ An, D. Quang Bình, Hà Tĩnh. Như vậy địa danh là giới tuyến giữa đàn trong đàn ngoài trong thời kỳ chiến tranh Trịnh Nguyễn đó là Sông Danh, Quảng Bình. Như vậy các em sẽ chọn là đáp án A. Rồi tiếp theo câu 9. Nói các thông tin chính xác ở cột A với các sự biệt kiện ở cột B. Cột A, thời gian là 1 năm 1418, 2 năm 1424, 3 năm 1426, 4 năm 1427. Cột B, sự kiện A, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn, B, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, C, chiến thắng Tốt Động Chút Động, D, chiến thắng Nghệ An, E, chiến thắng Chi Lăng Sương Giang. Như vậy thì ở câu 9 này các em sẽ nói thông tin chính xác ở cột A với cột B, sự kiện ở cột B. Thì đầu tiên, thời gian số 1 năm 1418 thì có sự kiện nào? Vào năm 1418 thì có sự kiện là Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn. Như vậy thì các em sẽ số 1 các em sẽ nói với là A. Rồi tiếp theo năm 1424 có sự kiện đó là chiến thắng Nghệ An. Như vậy số 2 này các em sẽ nói với sự kiện là D. Năm 1424, chiến thắng Nghệ An. Tiếp theo, 3. Năm 1426 có sự kiện là chiến thắng Tốt Động Chút Động. Như vậy thì câu 3 các em sẽ chọn là C. Rồi tiếp theo câu 4. Năm 1427 là chiến thắng Chi Lăng Sương Giang. Như vậy số 4 này các em sẽ nói với là E. Rồi tiếp theo là phần 2 La Mã, phần tự luận 7 điểm. Câu 1, trình bày những biện pháp phát triển kinh tế thời Lê Sơ, tác dụng của những biện pháp đó. Thì những biện pháp phát triển kinh tế thời Lê Sơ và tác dụng của những biện pháp đó là về tình hình kinh tế
Đầu tiên là về tình hình kinh tế. Về nông nghiệp thì 20 năm dưới ách thống trị của nhà Minh, nước ta lâm vào tình trạng xóm làng điêu tàn. Nhà Lê cho 25 vạn lính về quê làm ruộng ngay sau chiến tranh, còn lại 10 vạn lính chia làm 5 phiên thay nhau về quê sản xuất, kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng, đặt một số chức quan chuyên lo sản xuất nông nghiệp. Về thủ công nghiệp và thương nghiệp, nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời, các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là cục bách tác, khuyến khích lập chợ mới và hợp chợ buôn bán với nước ngoài phát triển. Về nhận xét tác dụng của những biện pháp trên, thì nhờ các biện pháp tích cực sản xuất nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi phát triển, thủ công nghiệp thương nghiệp phát triển. Rồi tiếp theo câu số 2. Nêu những diễn biến chiến thắng Rạch Rằm Sòi Mút năm 1785. Tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Sòi Mút làm trận địa quyết chiến với giặc? Đầu tiên chúng ta sẽ nêu diễn biến. Diễn biến năm 1784, năm Quạng Quân Xiêm kéo vào nước ta đánh chiếm miền Tây Gia Định. Tháng 1 năm 1785, Nguyễn Huệ kéo quân vào Gia Định và bố trí trận địa ở khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm đến Sòi Mút để nhử quân địch. Quân Xiêm thua, Nguyễn Ánh thoát chết, chạy sang Xiêm lưu vong. Lý do Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền làm nơi quyết chiến. Đây là đoạn sông dài 6 km, rộng hơn 1 km, có chỗ gần 2 km. Hai bờ sông cây cối rậm rạp, giữa dòng có cù lao Thới Sơn, địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh. Tiếp theo câu số 3. Phân tích những cống hiến to lớn của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc. Những cống hiến to lớn của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc là lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn Trịnh Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia, đánh tan quân xâm lược Xiêm Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, đập tan tham vọng xâm lược nước ta của đế chế quân chủ phương Bắc, phục hồi kinh tế đất nước, ổn định trật tự xã hội, phát triển nền văn hóa dân tộc, tăng cường quốc phòng và ngoại giao, bảo vệ đất nước. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi đề thi học giữa học kỳ 2 môn lịch sử lớp 7. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.